mọi người, hiện tại thì Ngọc đang có mặt tại buổi họp báo của bộ phim Cua Lại Vợ Bầu. Thì ngày hôm nay Ngọc rất là vui, như mọi người cũng thấy rồi đó, Cua Lại Vợ Bầu nên ngày hôm nay là mang bầu thiệt, mệt lắm luôn á. Hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ thiệt là nhiều cho mẹ bầu nha. Trung tin chắc các bạn sẽ có những tràng cười thoải mái và cũng có những giây phút cảm động. Các bạn sẽ cảm thấy yêu thương những người bên cạnh mình hơn, yêu thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng mình, anh em, bạn bè xung quanh mình. Đây là một bộ phim có tính nhân văn rất tốt và sẽ kéo tất cả thế giới xung quanh bạn xích lại với bạn. Các bạn nhớ đi coi nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thấy anh Xin trong trailer là có những cảnh khóc lóc dưới mưa rồi này kia các kiểu, thì nghĩ là đây là một bộ phim chắc là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc và sẽ hấp dẫn luôn. Chắc chắn đây là một bộ phim rất vui và một phim rất đặc biệt, mà để đặc lại được ra mắt đúng dịp Tết như thế này thì Quyên đang rất hào hức để được vào rạp xem phim. Chị đang có mặt ngày hôm nay thật sự đó là một cái điều rất là quý, rất là không nghĩ là quý vị đến đông đủ như vậy. Và I love you, thank you. Bộ phim đáng xem nhất trong dịp Tết, thật sự các bạn phải nên đi xem phim Cua Lại Vợ Bầu. Bộ phim quá dễ thương, bước ra từ vòng chiếu phim tới bây giờ cảm xúc vẫn còn lâng lâng. Tôi thật sự chúc mừng Trấn Thành, chúc mừng tất cả các ekip của diễn viên, chúc mừng team sản xuất, ai cũng hợp vai hết. Và đặc biệt là một dành một lời khen cho Lan Ngọc. Lan Ngọc diễn cái vai này dễ thương quá trời, dù quá đất luôn, dễ thương quá. Chúc mừng tất cả các bạn. Tiền rất là thích, coi bị lôi cuốn từ đầu tới cuối luôn á, mà đẩy cảm xúc, vừa khóc được, vừa cười được, và khóc rất là nhiều trong phim. Anh Hạnh cứ nghĩ là mình đoán được câu chuyện, nhưng cuối cùng câu chuyện này là khác hẳn với những gì mình suy nghĩ. Và đặc biệt khi mà xem Cua Lại Vợ Bầu thì tôi hết sức là thích cái thoại của phim này. Vì rõ ràng là nghe đầu tiên nó rất là đời, nhưng mà nghe xong nó rất là thấm. Đây là một bộ phim gia đình, tất cả mọi người đều có thể đến xem. Và là một cái món ăn rất là mới cho mùa Tết này. Hy vọng là quý vị sẽ đến rạp để xem, nếu mà hay nhớ đồ ủng cho Trấn Thành thiệt là nhiều. Để Tết này mọi người tới đi xem ủng hộ Trấn Thành nha. Quý vị, người ta nói á là song hỷ lâm môn, còn bây giờ á là mình phải chơi tới tam hỷ lâm môn. Đầu năm mà vừa có vợ mà còn vừa có bầu nữa là tam hỷ, đúng không, phải không quý vị? Cho nên quý vị phải đi coi Cua Lại Vợ Bầu vào mùng 1 Tết nha.